Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây mình có một cái thiết bị của Navision Audio, một trong những thương hiệu sản xuất thiết bị âm thanh của Việt Nam. Thì cái thiết bị này có tên là Power Amplifier NBA 800T, hay còn gọi là cái Main Navision Audio NBA 800T. Đây là cái thiết bị khuếch đại, nó giúp truyền tải cái âm thanh ra loa với cái hiệu suất cao nhất và là một trong những cái thành phần quan trọng trong cái dàn âm thanh. Cái Navision Audio NBA 800T này được Navision Audio thiết kế cho cả việc nghe nhạc lẫn việc hát karaoke. Thì ở cái video clip hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái chiếc Main Navision Audio NBA 800T này. Đó, thì như bạn thấy cái kích thước của cái chiếc Main Navision Audio NBA 800T này khá là nặng và to. Nó được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ bằng kim loại rất là chắc chắn. Mặt trước được cách địa bởi một cái bảng mica màu đen bóng, bạn có thể soi gương đây cùng những cái chi tiết màu vàng trên nền đen rất là sang trọng, làm cho cái sản phẩm trở nên rất là sang trọng. Hai cạnh bên của cái thiết bị này không có gì cả. Đó, mình sẽ nâng lên và quay qua cho các bạn xem. Nó khá là nặng. Đấy, ở mặt sau của cái thiết bị là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính. Chẳng hạn ở đây chúng ta có một cái cổng nguồn để cắm dây nguồn và cắm nguồn cho cái thiết bị hoạt động, một cái nút AC fill. Tiếp theo là cái cổng speaker out để kết nối với hệ thống loa. Cạnh bên đó là cái quạt tản nhiệt cực lớn tạo sự thông thoáng cũng như mát mẻ cho những cái linh kiện hoạt động ở bên trong. Kết hợp với những cái khe tản nhiệt được bố trí ở mặt trên ở phần này. Như bạn thấy. Rồi, và cuối cùng đó là hai cái cổng audio, một left một right, rất là đơn giản. Thì như mình nói, đây là cái thiết bị khuếch đại được sử dụng cho cả việc nghe nhạc lẫn việc karaoke. Đó. Cho nên Navision Audio là một trong những cái thương hiệu khá là được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đó, nhất là trên cái dòng thiết bị main, đặc biệt là cái dòng sản phẩm NBA 800T. Thì chi tiết hơn về cái chiếc Main Navision Audio NBA 800T này, bạn có thể liên hệ với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp tại Vida ở địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để được các nhân viên của Vida giải thích cũng như là tư vấn một cách chi tiết và tận tình nhất, và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn. Thank you.